Hồi nhỏ bà có mang về cho em một cuốn tạp chí kiến trúc, và từ đó em cũng có ước mơ trở thành kiến trúc sư. Con người là một phần của tự nhiên, thế nên những gì con người tạo dựng nên cần gần gũi với thiên nhiên thì mới bền vững, trong đó có kiến trúc. Bạn vừa ra trường rồi đúng không? Công trình đầu tiên tôi thiết kế sẽ là một khu vệ sinh dành cho những đứa trẻ vùng cao. Thiết kế tốt đến từ người kiến tạo tốt, mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng những giải pháp hay. Sao hai đứa cứ dính vào nhau thế? Mẹ muốn hai đứa giữ khoảng cách. Cô đến gặp những người đó chỉ vì bản thiết kế ấy à? Tôi không muốn có bất kỳ cơ hội gì từ anh cả. Phải cố nỗ lực mình những đứa trẻ Cao Sơn, hay là vì sự hiếu thắng của bản thân mình? Có phải cô ấy giống anh một thời, cho nên anh muốn phủ nhận, đúng không? Nếu tôi ở vị trí của anh, thì tôi sẽ không nhân danh bất cứ thứ gì để ngăn cản người khác đấu tranh cho ước mơ của họ.